Cơ sở lồng lưới em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ đăng về ba cái mẫu lưới đặc biệt của đơn vị em để các bác nhà mình tham khảo trong cái vụ đi đánh của năm nay. Thì lưới xanh này, lưới trắng và lưới trắng đầu đen. Ba cái mẫu lưới này là dòng lưới đặc biệt nhất là đơn vị em đang gửi cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và với cái dòng lưới này thì mỗi một cái là bao nhiêu mét? Thì đầu tiên là cái lưới 29 khung xanh này. Nó sẽ có chiều dài tổng thể là 7 mét, đo cả đuôi như thế này các bác nhé. Và với cái chất lưới siêu bền như này, đây là một cái chất lưới mà không bay không xù và rất chi là dày dặn. Cái dòng này thì cách nhau 20 cm, hơn 20 một chút các bạn. Và khung của nó là khung 30, cao 20. Đây là một cái mẫu lưới xanh dành cho các bác nhà mình đánh tôm, đánh tép, đánh cá bé đây. Đấy, cái này là 29 khung. Và cái này thì em sẽ có từ 15 khung, dòng lưới xanh này nhá. 15, 19, 21, 24 và 29. Thì đây là cái 29 dài nhất này các bác này. Sẽ quay cái chiều dài như này cho các bác nhà mình được xem. 29 khung, tùy thuộc theo các bác nhà mình lựa chọn nhá. Và với cái chất liệu lưới này thì đơn vị em tự gia công làm ra. Thế cho nên là các bác nhìn cái đường may của nó rất chi là chắc chắn và đẹp. Đấy, sẽ quay về cái đường may nhá. Các bác nhìn đây là những cái đường may tỉ mỉ đẹp như này. Chắc chắn như này. Và cơ bản ở chất liệu lưới, đơn vị em sẽ làm vừa lòng tất cả các bác, từ những bác khó tính nhất đang lựa chọn những cái mẫu lưới này. Đấy, và tiếp tới là dòng lưới 29 khung đầu xanh lơ, là cái mẫu phổ thông đây. Cái này thì tổng chiều dài của nó thì sẽ là 9 mét. Cái xanh bắt tép này là dài 7 mét nha các bác nhé. Và cái lưới đầu xanh lơ này là dài 9 mét này. Nó cũng là 29 khung, nhưng mà khung của nó sẽ rộng hơn. Em hãy đo về khung nhé. Ví dụ như cái này thì khung của nó đây, khung của nó rơi vào khung gần 30 đấy các bác ạ. Gần 30. Và khung sắt của nó cũng là 30. Và chiều cao của nó là 22. Và mắt lưới này là mắt lưới 7 ly này. Các bác phải hình dung 7 ly nhé. 7 ly thì nó to như là cái chiếc đũa ăn cơm ấy. Đấy, nó phải to tầm đấy nhá. Thế cho nên là các bác mà đánh tép gạo thì nó sẽ lọt. Không bắt là tép gạo đâu nhá. Các bác đánh cá bống, chủ yếu là các bác đánh sông. Và với cái dòng lưới này của đơn vị em thì đây là một cái mẫu lưới để cho các bác nhà mình đánh sông hoặc các bác đánh biển, đánh nước mặn đều rất chi là ok. Mẫu lưới này thì bên đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, bác nào mà đang xem cái video này mà đang muốn tham khảo về cái chất lượng của cái mẫu lưới này, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video này. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác. Đấy, lưới đầu xanh lơ. Và cuối cùng là tới cái mẫu lưới đầu đen. Đây là dòng lưới đầu đen là loại đắt tiền nhất các bác nhé, cũng như là loại cao cấp nhất bởi vì nó rất chi là nặng. Cái dòng lưới này thì nó trên 4 kg trên một cái đấy các bác ạ. Đấy, rất nhiều bác mua 1-2 cái thì cái phí ship nó cũng cao, là cũng đúng thôi, bởi vì hai cái nó rơi vào tầm gần 9 cân rồi thì nó là tương đối là dày. Đấy, cho các bác thì mình xem cái chất liệu của cái mắt lưới này. Đây là loại đặc biệt nha các bác nhé. Mắt lưới của nó cũng là mắt lưới 7 ly. Đấy, và cái này thì sẽ đan rất chi là đều, rộng, đẹp. Đấy, và đây là cái đầu đen của nó này. Cái đầu này của nó là đầu rất là ok nha các bác nhé. Thì với cái chất liệu lưới này thì để cho các bác này phân biệt rõ ràng hơn thì cái khung này, cái khung này của nó là khung xanh lơ này, lúc nào khung xanh lơ. Và cái khung này là khung trong này. Tất cả nó sẽ được bao nhựa hết để bảo quản cho nó không bị hỏng lưới nha các bác nhé. Đấy, đây là dòng lưới đầu đen. Đấy, và tiếp tới là tới những cái mẫu lồng lò xo. Thì cũng cái đầu lưới đầu đen này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 9 mét. Đấy, và nó cũng sẽ có 29 khung. Đấy, nó sẽ ăn nhau về cái chất lưới các bác nhé. Đấy, và khi xem được cái video này mà các bác đang quan tâm tới cái bộ lồng lưới này, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và tất cả số điện thoại của đơn vị em thì đều có Zalo để tư vấn các bác về những cái dụng cụ đi bẫy, từ trên rừng cho tới dưới nước là đơn vị em đều có hết nhé. Đấy, và đây là mẫu lồng lò xo bắt cá này. Lồng lò xo này thì em có kích thước là 30-50, giá là 50.000 đồng một cái. 45/25. Đây, thì giá của nó sẽ là 45.000 một cái. 40.000 một cái, 45 có thời điểm 45, có thời điểm 40 các bác nhé. Thì các bác nhìn cái chất liệu lồng nhà em đẹp như này này. Bao chất lượng luôn nha các bác nhé. Đấy, đẹp như này. Nếu các bác mà chọn một cái lồng tốt thì các bác hãy đặt nó đứng lên như này. Thì các bác đã cảm nhận là nó tốt đến mức độ như này. Nó phải đứng như này nhé. Và cái lồng nhà em tất cả lưới đều bằng lưới lưới to, lưới bền. Và cái mắt của cái lưới cá này, lưới của nó mắt 1,5 phân. Còn đây là lồng đánh tôm này. Lồng tôm thì đây là cái lồng
12 lỗ. Đấy, giá của nó chỉ mấy chục ngàn thôi. Có cả lồng 8 lỗ nhé. Đấy, và đây là lồng cua. Nếu như các bác mà cần lồng cua thì đây em có lồng cua. Lồng cua thì sẽ có kích thước to và kích thước nhỏ, tùy thuộc theo các bác sử dụng. Nhỏ là 50.000, to là 60.000. Và cái này là chất thép nhà em làm riêng cho nên rất chi là đẹp. Và đây là cái lồng mà lươn ba hom này. Nếu như các bác cần sử dụng lồng lươn ba hom này, giá của nó chỉ mấy chục ngàn một cái thôi. Đấy, và với cái bộ lưới hôm nay thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé. Đấy, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại. Giá thì theo thời điểm nhé. Cũng có thời điểm thì lưới nó thấp hơn thì em bán thấp, cũng có thời điểm lưới nó cao hơn. Đấy, và em cũng xin kết thúc video ở đây. Các bác hãy chụp ảnh màn hình để cần cái nào thì em sẽ gửi đúng cái đấy các bác lựa chọn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.